Vâng, nhớ 100% nhé. 1, 2, 3, rô. 1, 2, 3, rô. 1, 2, 3, rô. Làm gì đã say mà nói đuối thế. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm, thập thoáng câu hò khách hồ sông. Áo trắng xuống đưa mắt cười em khẽ gọi. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba. Em ôi trời ơi, suốt ngày rau này, suốt ngày rau này. Lúc ăn rau này cho rớt người ra. Thì bà báo không trồng được thì ăn chứ còn biết ăn rau gì được bây giờ. Chắc là bà này ăn cho tăng chất rồi chứ gì. Không nói sao biết. Tôi biết ngay là tôi nhận được bà. Sao biết hai đúng rồi. Tôi ăn cho tăng chất nhờn. Ừ. Ôi trời ơi, đêm hôm qua làm mơ. Đi hôi. Toàn có chuối như thế này. Sao nó toàn phi ra hết. Thế không tốt một con à? Không. Thế mày đau sao cao chi nè? Thế mày vùng nói ra. Được kìa, tôi bắt được. Thế mày đau. Nhưng mà thôi bảo. May cho hôi để mết có dầu phi rồi. Dầu phi nước không ngon bằng cái chuối. Này, toàn thế này nhá. Hơi bị bớ chế đấy. Dầu phi hôm nay bà đi làm gì? Thì bà thích ăn gì tôi chiều bà cái đấy. Tôi để cứ cho bà nướng, ăn là nó không có mỡ. Nướng okay. Là ngon thơm. Rồi. Thế giờ về tối bà triển khai. Rồi, ok, tôi phải có mà mấy cái dạo này ăn cho tăng chất nhờn đó. Đấy, tí tôi nhà bà. À. Ok. Tí cắt quả mướp ra là xong. À. Thì đi cắt mướp đi. Ừ. Nha, yeah, đi. Đi. Đấy, mướp hương các bạn, mướp dự đây, rất là thơm và ngon. Ăn cái nhỏ nhỏ này nó ngon này chứ to quá nó có ruột nó cũng không ngon đâu. Trời, đêm qua làm mơ cá chuối. Không có cá chuối, không bắt được cá chuối lại cá rô phi to như bàn tay. To. Đây, cá to thì như hai bàn tay đây, cá chuối thì hôm qua không bắt được, phi thì hết. Ui giời ơi. To chưa? Sao lại tả này giỏi thì bắt được cá to đấy. Này cơ à? Chiu chiu chiu. Thế là rồi, thế này thì mình chuẩn bị cho nướng rồi. Ừ. Nay tôi sẽ bỏ vào đây bạc tôi nướng. Làm chuẩn như nhà hàng năm sao luôn. Nãy các bà cũng thưởng thức. Tôi cũng phải sắp gia vị đầy đủ chứ. Rồi, ok, chỉ có tí cái bí quyết của tôi. Rồi. Nào, hôm nay hai con mẹ này làm cái món gì vậy? Ấy, tập làm gì ta này? Cá hú làm sao? Đã xin chào bà chị. Xin chào chị gái. Đã lâu rồi còn ăn nắm thứ thế này, hải sản hết lên lòng lợn thứ canh này đến hải sản đây. Hôm nay này là dàn hoa xin ý cho chị, nó lở to quá. Để chị phải đến mang đến cho các em để các em thưởng thức. Quá. Chứ còn luộc xào nấu canh đều được hết. Đùa. Bán hết cả má hồng rồi. Bán hết má hồng rồi. Không yêu. Chín chó. Bây giờ em sẽ khía này nha. Em tẩm cái gia vị cho nó ngấm nè. Mình sẽ khía cả hai bên đều vậy này. Mà cũng có giảm bước xài lắm. Thức ăn, nàng bà cũng ăn, nó cũng thích sợ. Hôm nay chị em mình sẽ nướng giấy bạc chị ạ. À, sẽ quấn giấy bạc. Quấn giấy bạc, nướng cá. À thì hôm nay bà này bà ấy làm theo cung cách nhà hàng năm sao. Vâng, còn hôm nào tôi mà có thời gian là thể hiện cái món là cá nướng muối. Bà, theo tôi là mình sẽ quấn một lớp lá chuối bên trong cho nó thơm. Cái mùi lá chuối nó thơm như mùi bánh trưng đấy. Đúng rồi. Thế bây giờ bà đưa con dao tôi cắt lá chuối và bà cứ ướp gia vị cho nó ngấm đi nhé. Ừ. Bà ấy nói phải đấy. Cái giống lá chuối mà gói cái gì nướng cũng ngon. Nó vừa đỡ cháy mà nó vừa có mùi thơm đặc trưng của dân miền Lạng. Hôm nay hôm nay trên hôm nay giờ trời nó trời thời tiết ảnh hưởng áp thấp nên là ôi của anh như gói bánh trưng các bác ạ. À thế thế là cá chuối thì toán như có tay thì thôi nhưng mà phi ra ngoài hết không bỏ được con nào. May mà được chụp được hai con phi. Thế mới xiêu thì bắt cá chuối trên cạn thôi. Chọc thì đúng rồi còn nóng hùng hùng đấy. Là cùng vui lên em. À, là thế chương trình tam ca gió quê chúng tôi. Đây là nguyên vật liệu lưu nướng tại vườn. Quạt ra cái quạt đây. Hôm nay là thi đội gió quê các em vào bếp đấy các bác ơi. Đứng em cho nên. Ôi trời ơi. Để cho nó
món cá nướng này theo các bà tí uống rượu hay là uống bia? Các bà cứ sướng uống gì tôi chiều uống đấy. Bia tôi cũng có, rượu tôi cũng có. Xin này là lâu nay từ từ hôm món nòng lựu khâu đuôi ăn vông chồng, nay nay tôi mới gặp được các bà. Lại cái kịch đấy. Thật. Mùi thơm lắm ạ. Tôi ngồi ngược gió thơm lắm và hai các bà chỉ mỗi cùng người thấy ra thì mỗi tôi thính cái thơm tức lên rồi. Bây giờ các thử đi, cho bà nào xong không làm nước chấm, cái món nước chấm cá nướng này là phải có nước chấm ngon thì nó mới là. Thôi, thế này bây giờ nhá. Chuẩn đấy. Chủ nhà biết chỗ để nhá, thì bây giờ bà béo bà gầy ở đây. Bà lớn bà cao ở đây. Thôi trong cái này thôi, cái món quạt bếp này tôi quạt mềm lắm. Vâng. Dạ. Có phải có cái tí dốc cá này này, ăn là rất là mát, giải nhiệt, thanh nhiệt. Dốc cá là vị thuốc đấy. Đây là vị thuốc đấy. Yeah. Đây là húng rũi này, gọi là húng bạc hà nữa này. Đấy, cái loại húng này gọi là húng rũi, húng bạc hà này. Hay ăn thì lăn vào bếp, chẳng ai khen cái lết hay ăn các bác ạ. Nắng quá. Đấy, đây đã giờ em ra vườn em lấy quả chanh đã. Chanh thì em nó chỉ nhỏ nhỏ quá này thôi, nhưng mà chanh ta. Riêng cái dấu quê này, cái nước chấm của em này là đỉnh của đỉnh rồi. Nên là bữa nào cũng thế thôi. Chính tay em ra cái là không ai có thể đảm nhiệm được. Mình dùng nước chấm ngọt thì có tỏi này, ớt này, đường này, nước mắm và chút mì chính và chanh. Quan trọng nước mắm là phải nước mắm ngọt chua ngọt thì nó mới ngon. Bạn nha, trước khi mình vắt ấy, mình dây dây quả chanh này này cho nó mõm mõm rồi một tí này, tí là rất là nhiều nước. Một chút nước sôi để nguội nè. Bạn đây là bún này, đập một cái đã dính một tay. Bún tôi cho cái đây nè. Còn tí con cá tôi cho vào giữa đây này. Bún này giờ mới làm xong các bạn, nóng hổi luôn. Tí tôi đã cuốn này, gói vào cá mới để bún tôi cuốn này. Và không muốn đồ cuốn chúng tôi thêm món đào các bạn nhé. Đây là quả đào này. Đào bột này. Hột. Đây là xoài này. Ngon quá, khoan này. Đúng là nghệ thuật gọt đấy, nghệ thuật gọt xoài đấy. Cuốn cái vỏ này thành hoa hồng để góc đĩa được này. Lắng đâu lớp mà. Chất lượng chưa? Thường năm thái cái bên xoài đấy. Cái ngon giữa sân thế này nó được rồi. Mãi đâu. Thơm gì mà thơm thế. Ai ba được rồi. Thơm quá, thử nước lạc lên rồi. Chị thấy là đi hàn lôi cho rơi rồi. Đây là đầu bếp chuyên nghiệp đấy nhá. Đó là chuyên nghiệp nhá. Rồi. Đây, để các bác xem có siêu không? Giống như cái đã xem. Món quá tuyệt vời đấy, thấy chưa, thông minh chưa? Nói là gói lá chuối thế nên là cá gói lá chuối nó vẫn có cái độ đẳng cấp của nó. Đẳng cấp. Múa cái tay đã sướng rồi. Chị thì chỉnh đầu với em thế nào? Được. Đầu bếp làm sao gươm phải được đến khổ về ăn thôi. Ngon gì mà ngon quá thế này. Chứ ở cái đĩa này nhỉ. Ở cái đĩa này xong bắt đầu mình ấy. Ui. Mơ cá chuối lại vớt rô phi. Chưa nghĩ, chưa gì đã đi nghĩ đến cái câu phi phi. Thế là rô phi. Vâng, và cái món là cá lướng của phi đội tóc của em này nó xong rồi đi ạ.
Bây giờ xin mời toàn thể bà con các bạn cùng thưởng thức cái món cá lướng mấy chị em chúng em nhá. Xin rượu táo mèo nhé bà con nhá. Này, thôi từ hôm đây của em đây. Ăn vụng cái khấu đuôi đến hôm nay mới lại gặp mặt nhau. Vâng. Là chị em mình thôi cứ tình cảm trước sau như một. Vâng. Thì ta kịch một cái cho nó khí thế trong buổi hôm nay nhá. Vâng. Nào. 1 2 3 rô. 1 2 3 rô. 1 2 3 uống. Vâng, xin mời mọi người nhá. Mời bà con, các bạn, quý vị. Chết thời chưa có gì vào bụng đã làm các bà làm cốc rượu tướng này thì rượu gì không. Nhà bà lúc nào cũng nặng ấy. Em chỉ hết được, em chỉ 50 thôi nhá. Để cái 50 đã, xong rồi tí thì tiếp tục. Vâng. Đây. Hay quá là cay thôi. Tiền chủ hầu khách. Nhưng mà đây là khách là thỏ đũa trước này các bạn. Vâng. Cá gì mà cá ngon thế này. Đây cái nước chấm nhá. Bác thưởng thức cái món nước chấm tay em pha này. Cái này chị Quỳnh Quấn này. Đúng rồi. Trước tiên là em phải cho một cái lá rau thơm này. Đấy. Một miếng cà rốt này. Một miếng dưa này. Một miếng xoài thế này. Và một cái lá mơ này chị này. Màu cá nó thơm này mọi chị này. Đấy, ui giời ơi. Ui giời ơi, không dứt được ra chị, thơm quá này. Này, thơm ngon này mà con. Vâng, xin mời mọi người nhá. Đây. Con... Miếng to ngon. Thì quấn to mà miếng bé thì quấn bé. Đây, mình phải chấm cái nước mắm đây, tỏi này. Ăn to nói lớn này. Đấy, đẹp chưa? Đây của chị đấy. Ngon lắm rồi. Xin mời bà con các bạn thưởng thức cái món cá lướng của chúng em nhá. Ngon lắm. Đi đã thấy phê rồi đấy. Nhìn thấy phê và ăn là mê, uống là sẽ tê tê. Xin mời bà con nha, ngon thì là ngon thế. Mời bà con ăn cá lướng cuốn gia vị hoa quả với thịt lợn quê nhá. Cảm ơn chị chung chị em mình mà quê mùa dân dã quá thì xin mời cho một chấm một like ủng hộ nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Ngon lắm. Bà thế nào? Bà thấy thế nào? Bà thưởng thức thế nào? Thơm không? Ngon không? Ừ, không ăn quá đẳng cấp. Tôi xin phép bà Thúy nha. Lâu lắm rồi chị em mình mới gặp nhau thì tôi chúc bà một chén. Lại lý do, ok. Nào, nào. Chúc em sức khỏe, mạnh vâng. khỏe. Hết mùa hạ sang mùa thu rồi tới mùa đông lại đến mùa xuân nhá. Vâng. Ok, cảm ơn chúc em nhiều nha. Vậy nhá. Ừ. Nào, thế 100% chứ. Thôi, 250 thôi. Chỗ này là 100% đi. Vâng, 100% đi. Bà nói nhau đi, gặp nhau nó phải cái cạn dốc bầu chứ. Ngon quá bạn. Ngon nhỉ, cái nước chấm này rất chắc chị. Bà, mỗi bà một giống rau thơm này. Mày em máu thế lại còn ăn cả lá mơ lắm. Rồi lâu lắm em với chị từ hôm quản quản cô đuôi vụng chồng như này nay mới gặp nhau thì em mời bác tí. Khi nữa là cảm ơn. Tình cảm. Đấy, các bà con xem hai em tôi nó rất là sống rất là tình cảm. Thế nên là tôi từ đầu xin phép bà nhé. Vâng. Đầu làng cuối làng không thể từ chối được cái món này khoái khẩu này. Nào, nào thôi. Chúc chị sức khỏe nhé. Ừ, càng trẻ đẹp. Chúc em cũng thế nhá, hai bà nội chúng mình là chịu khó bế cháu trông cháu mà chăm chồng. Vâng. Thế thôi, giờ chúng mình chỉ còn cứ thế thôi. Đời là những cái lúc được gặp nhau như thế này cho nó vui. Vâng. Vâng, xin mời hai bà. Xin mời bà con các bạn cùng uống chén rượu nhạt mê mấy chị em nhá. Cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. 100% chứ. Em có dám 100% được. Rồi, ok. Lâu không gặp cứ không say. Hôm nay say. Say ở đây cũng được, chồng em đi vắng đi. Chồng em say tối thì về cơ. Không say không về mà chồng em về thì chồng em về. Tí xong làm chồng vào đâu ok nữa. Mời não. Kính não là thôi. Đấy nhá chị nhá này. Cái này em ăn chuyên môn rồi này đấy. Mình gói rất là đẳng cấp. Đấy, mỗi đồng một tí. Rất là ngon. Và đây là em ăn chuyên nghiệp rồi. Em ăn chuyên nghiệp rồi. Chuyên nghiệp ăn mắt bác thấy từ chuyên nghiệp phải đưa lên hàng đầu. Các bác thì em ơi, hồi con cá về ăn có ngon. Ngon cá thơm này. Chợ. Đây này, thì nó trắng này cơ mà. Nhưng mà được con cá chuối thì ngon hơn. Xong em chấm với nước mắm tỏi này, hai chị vẫn chậm hơn em. Úi giời bà Thí quá như có tay thế kia. Người ta vừa chúng làm. Chúng như đồ của nhà thì người ta nó gói nó mỡ màng, nó mượt mà này kia mà. Đấy. Em cứ nhanh đấy. Và mồm này nó cũng ngon này. Em cứ nhanh đấy bảo sao mà. Ngon lắm. Mà nó cứ chọn được chục. Ngon lắm, úi giời. Ngon gì mà ngon thế. Cắn miếng to đấy. Nghe thôi. Ăn từ từ thôi. To thế. Ăn được có đúng đậu đấy. Nào lượt về nào. Thôi. Em lớn em bé chúc chị rồi. Đấy.
50 là 50. Ừ, em đây. Mọi người chứng kiến nhá. Vâng. Bà kế gì tí, bà bật máy nha, cho lóng máy cái tí chị em mình vào gạo lúc hết hơi rượu. Nay ba chị em mình có lửa chạy một chai 50 được không xong là không. Đây là chị 70 nhá, cao hơn rồi nhá. Đấy. Nào, chúc em thôi làm nhá thầy em chứ lại trả lời một cái một nha, nó dày dà quá chị em. Khôn thế, khôn thế đấy. Làm nhá thầy em thế nào. Một nhát hai đứa. Một nhát hai đứa luôn. Sinh đôi luôn. Ừ, sinh đôi. Vâng, nhá, 100% nhá. 1 2 3 rô. 1 2 3 rô. 1 2 3. Làm gì đã say mà nói đuối thế. Này tôi mơ lông. Bà này này cứ chuyên nghiện mơ lông này. Đấy. Tôi nghiện tiết canh thành ra cái lúc nào cái mùi tàu đấy đi hàng đầu. Tôi thì cứ dấp cá này. Đây cái dấp cá này các bác này đấy. Đây thì một cái dấp cá này thôi. Thôi ba bà thì thích thế nhưng mà tôi thích cái mơ lông này. Đấy. Mơ lông là một này. Mà cái húng bạc hà là hai này. Ăn là thông mũi mát họng này. Ui giời, cá ngon quá các bác ăn đi này. Ăn luôn cho lóng này. Ui giời này. Sườn nó dài thế này khi mà bùng hùng. Tối ăn cứ trong phi cơ. Cái phi trên giường nó quen rồi. Chuối đuôi luôn. Nó ăn không nó cũng ngon này chứ không phải chứ nó quấn này. Quấn thì nó còn mát hơn nó ngon hơn này đấy. Thế nước chấm của tôi pha thế nào? Nước chấm của bà ngon. Ăn được 99 điểm cộng. Thế bữa công 4 năm giờ tôi học không lương đấy. Ngon. Đương nhiên rồi thế mới tụ tập ở đây được chứ. Vâng. Ngon à. Thích dấp cá thì đưa cái dấp cá vào. Ngon có dấp cá này. Ừ. Thì dập cái dấp cá này này đấy. Đây. Đây chú xanh xài đầy đủ này. Đào nữa. Đấy em. Mình chấm đắm cái này xong mình đưa lên miệng này. Ô tôi bảo cạch cái này kìa. Ngao cạch. Cạch. Bây giờ cạch. Thì nghĩ là chị em tôi là chai rượu đánh hết khoảng gần đây thôi. Thế còn đây thì đến lại để làm vốn để đến mai chứ không say. Hết thì hết. Say à? Say ở đấy. Mặt này. Đây là phê ở đây. Hai chị chào bà con đi. Đây nhìn chị thế này mẹ. Chị xinh. Xinh thế này mẹ. Chị mà chấp nó vào karaoke vẫn ok. Say quá các bác ạ. Vâng và món cá lướng vẫn thì bạc nghe em nó xong rồi ạ. Mẹ đang chào bà con rồi hẹn bà nào bà con những cái clip lần sau nha. Xin chào mọi người nha. Xin chào. Say quá.